Hey, lên nghe. Rồi mời anh ngồi à, để anh xem thực đơn nào. À, trước giờ anh mời em nhiều rồi, đợt này để em mời. Ok, thế thì anh không xào nữa, em gọi nhé. À không, anh cứ chọn món nào anh thích. Thôi bác gọi đi, em ăn gì cũng được. Để em gọi cho. Ê, khoan đã, đợi bác Sơn gọi xong rồi mới tới lượt em. Trời ơi, anh yên tâm đi, em gọi món nào cũng hợp khẩu vị hai anh em hết á. Chờ Sơn gọi một món á, rồi em muốn gọi gì thì gọi. Em ơi, cho một đậu hũ nè, một sườn nè, một cá ngừ. Ủa, nhưng mà món này hơi mắc nha. Anh với bác ấy là đều không thích ăn món này, em gọi ăn một mình ạ. Không có gọi mấy món đó, em chọn đi. Tại sao không gọi mấy món của em? Thì bây giờ em gọi xong á, bác Sơn gọi cũng có sao đâu. Bác mời hay là em mời? Thì bác Sơn mời. Người mời á là người gọi món đầu tiên, em không biết à? Ôi trời ơi, sao anh cổ hủ vậy? Đây không phải là cổ hủ. Tại sao người mời á phải là người gọi món đầu tiên? Bởi vì mời bao nhiêu á, bác Sơn người là người hiểu rõ nhất. Bác Sơn chọn món đầu tiên xong ấy, thì người gọi món kế tiếp không được cao hơn cái món bác Sơn đã gọi. Đây là một cái hành động văn minh. Người ta chọn món đầu tiên là 200 ấy, thì 10 món nó là 2 triệu. Em chọn món 700 rồi ấy, thì người sau ấy, người ta chọn kiểu gì? Rồi người ta thanh toán như thế nào? Mặc dù là người ta mời ấy, thì cũng phải cho người ta một đường lui chứ. Rồi cần phải xem người ta thích ăn món gì nữa chứ em. Em cũng nên biết là vị trí của mình ở đâu, và cũng học cái cách ấy, đặt mình ở vị trí của người khác để mà nghĩ chứ. Dạ, em xin lỗi, em hiểu rồi. Ê, bác Sơn, bác chọn món trước đây. Dạ. Yeah.